Ôi, Lucy đang làm gì vậy nhỉ? Hóa ra là bạn ấy đang vẽ tranh. Nhìn đẹp quá. Bố ơi, nhìn nè. Wow. Con gái bố vẽ tranh đẹp thật đấy. Đợi bố một chút. Đây là phần thưởng dành cho con. Cảm ơn bố ạ. Là sô-cô-la nè. Lucy được bố cho kẹo kìa. Mình cũng muốn ăn nữa. Bố ơi, con cũng muốn ăn sô-cô-la. Bây giờ bố sẽ tổ chức một cuộc thi vẽ. Ai vẽ đẹp hơn, người đấy sẽ được một thanh sô-cô-la. Vẽ gì ạ? Vẽ ước mơ của các con trong tương lai nha. Vâng ạ. Trong tương lai mình sẽ làm gì nhỉ? Ôi, ước mơ của Daisy là được làm giám đốc, thì bạn ấy có thể ăn vặt thỏa thích. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Sẽ lên đây nào. Mình làm gì được nhỉ? Đứng lại. Chúng ta chia nhau ra đuổi theo đi. Mình thoát rồi sao? Tên trộm kia, hãy đầu hàng đi. Chuồn mau. Chạy đi đâu? Mày đã chịu đầu hàng chưa? Tôi biết lỗi rồi. Xin hãy tha cho tôi. Con gái bố giỏi lắm. Ôi, Candy muốn trở thành cảnh sát giống như bố. Chị sẽ đuổi kịp em. Hai bạn nhỏ miệt mài vẽ tranh, quên đi cả thời gian đang trôi qua nhanh. Xong rồi. Bố ơi, đây là tranh của bọn con ạ. Ôi, Daisy vẽ đẹp quá. Làm tốt lắm. Bố rất hài lòng. Tranh của Candy cũng đẹp không kém. Còn bé muốn làm cảnh sát giống mình sao? Con muốn trở thành cảnh sát sao? Vâng ạ. Thế tại sao con lại muốn làm cảnh sát? Vì bố trông thật ngầu và dũng cảm ạ. Đến giờ phát quà rồi. Con cảm ơn bố ạ. Thế còn con thì sao? Ta-da. Là mũ cảnh sát. Con thích lắm. Món này là bố chuẩn bị riêng vì mong ước ý nghĩa của con đó. Con cảm ơn bố nhiều ạ. Ôi thích quá. Candy ơi, em cho chị một cái này. Các con hãy mãi yêu thương nhau như thế này nha. Đứa trẻ nào cũng có ước mơ, dù lớn hay nhỏ, dễ hay khó thực hiện thì cũng đều đáng được tôn trọng. Nó lại là nguồn động lực to lớn, thúc đẩy chúng ta nhanh chóng trưởng thành. Không ai đánh thuế ước mơ, nên ta đừng ngừng mơ ước. Wow, nhiều hình quá. Wow. Ôi, mẹ mình đây sao? Đúng rồi, ngày trước mẹ các con cũng là cô giáo đấy nhé. Cô giáo? Đúng rồi con. Chào ba bố con. Ba bố con cất đồ rồi vào ăn cơm nhé. Bố ơi, sao mẹ không làm cô giáo nữa thế ạ? Bố trầm tư, nhìn bóng dáng mẹ tất bật trong bếp và nhớ lại chuyện cũ. Ngoan nào, ăn đi con. Bố thương, nín đi con. Anh để em. Mẹ đây, mẹ đây. Ôi, nào nào nào, con ngoan nhé. À ơi. Anh đi làm nhé. Thời gian trôi qua nhanh. Anh về đây rồi, em đi làm đi, để anh chăm con cho. Em xin nghỉ việc rồi, giờ em sẽ ở nhà chăm con cho anh ạ. Vất vả cho em rồi. Sau khi nghe xong câu chuyện, bà bố con trầm tư nhìn dáng mẹ đang vất vả trong bếp. Con đừng buồn. Nếu mình được mẹ tập viết cho thì sao nhỉ? Mình có ý này. Đây rồi. Gina ngắm nhìn tấm hình đã được đóng khung và mỉm cười hạnh phúc. Mẹ ơi. Con có bất ngờ này dành cho mẹ. Con gái có bất ngờ gì cho mẹ thế? Mẹ đi theo con nào. Mẹ ơi, mẹ nhìn này. Đây là... Chẳng phải là tấm hình lúc mình còn dạy học đây sao? Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mẹ cảm ơn con gái yêu nhé. Con cảm ơn mẹ vì đã vất vả chăm sóc cho con. Candy, chị bảo này. Ý này hay đó chị Gina. Chuyện gì thế này? À, mẹ đây rồi.
Mẹ ơi, mẹ tập viết cho chúng con đi ạ. Con mới 4 tuổi thôi mà, đợi con lớn thêm nữa mẹ dạy cho con nhé. Con muốn mẹ dạy cho con bây giờ cơ. Mẹ đồng ý đi mẹ. Nhưng mà mẹ đồng ý. Mình sẽ viết như này nhé, Jenna. Nào, đến lượt Candy nha. Chỗ này, Jenna. Vợ ơi. Sao thế anh? Cảm ơn em đã chăm sóc cho bố con anh. Bây giờ đã đến lúc em sống với ước mơ của mình rồi. Mẹ đi dạy lại đi mẹ. Ngày mai mẹ sẽ bắt đầu đi dạy lại. Ngoan không mẹ? Mẹ luôn là người dành tình thương yêu cho con vô điều kiện. Vì con, mẹ sẵn sàng từ bỏ ước mơ, hoài bão của mình chỉ để con được bình an, khỏe mạnh lớn lên. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con là con của mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều. Ở đây đang có cuộc chiến gì sao? Tưởng ai hóa ra là Daniel và Jenna à? Đúng, chính là bọn ta đấy. Muốn có cái kẹo này thì phải thi đấu đã. Cùng chạy đua xem ai đến sớm nhất, ai thắng người đấy sẽ được kẹo mút. Có dám chơi không? Chơi thì chơi. Xem ai sợ ai chứ. Vậy thì sẵn sàng chưa? Tất nhiên rồi. Khởi động cái nào. Mình cũng cần khởi động một chút. Cứ đợi đấy, để xem ai sẽ thắng nhé. Bắt đầu nào. Đánh ra. Đồ này là của ta mà. Của ta chứ. Dám chèn ăn sao? Này thì chén này. Tạm biệt nha. Ăn được lắm. Đẩy em nè. Ui da. Em dám đẩy là anh à? Đáng đời, ai bảo chơi xấu chứ. Anh Daniel, cố lên, cố lên. Bé Huyền, nhanh nữa lên nào. Hãy xem ta đây. Anh đến đây. Tránh ra nào. Không thể để nấy thắng được. Mình sẽ làm được. Cố lên nào. Bé Huyền, cố lên nữa đi nào. Anh Daniel, không được thua. Mau lên bé Huyền. Cầm lấy cờ đi chị Amanda. Nhanh lên anh Daniel. Cờ đây Jenna. Hãy phục thuộc anh nhé Jenna. Cố lên chị Amanda. Hãy yên tâm. Jenna, nhanh nữa lên nào. Leo, còn lâu chị mới nhảy qua được. Ôi không, Jenna đã bỏ xa mình rồi. Mình không thể nhảy lên được. Làm thế nào bây giờ? À, mình có cách rồi. Xung quanh không có ai. Cơ hội đây rồi. Mình thật là thông minh. Giờ thì tiếp tục thôi. Jenna, chị đến rồi đây. Ôi trời, sao chị có thể nhanh bày được nhỉ? Nhưng mà còn lâu mới thắng được em nha. Đáng đời Jenna. Mình chết rồi. Chị ấy vượt qua mình rồi. Mà đuổi theo thôi. Cố lên nào Jenna. Yeah, về đích rồi. Chúng ta chiến thắng rồi, vui quá đi. Bây giờ thì chiếc kẹo khổng lồ này đã là của ta. Chúng ta thua rồi Jenna. À, có cách lấy lại kẹo rồi. Hả, có chuyện gì vậy? Có dám thách đấu lần nữa không? Chơi luôn, sợ gì nào. Cứ đợi đó. Lần này còn lâu nha. Vậy sao? Sẵn sàng chứ nào. Ồ, cuộc chiến kéo co có vẻ ngang tài ngang sức đây. Kéo đi nào bé Huyền. Jenna, lần này nhất định không được thua. Kẹo khổng lồ sẽ là của bọn ta. Ôi không, chúng ta bị kéo ngược lại rồi. Nào kéo lại đi chị Amanda. Giữ cho chắc nào Jenna. Chúng ta sắp thắng rồi. Kế hoạch B. Jenna, em ổn chứ? Chúng ta thua thật rồi. Daniel và Jenna khóc rồi ư? Nhìn anh em họ thật là tội.
đừng khóc nữa. Có chuyện gì sao? Chúng ta cùng nhau ăn kẹo nhé. Thật sao? Giờ thì ăn thôi nào. Đến lượt chơi nè. Giờ đến chị Huyền. Và cuối cùng là chị Amanda. Yêu cầu các phương tiện đi hướng này. Đi đúng hướng rồi đó. Để xem ai đi nhanh bằng mình. Yeah, xe quá xịn luôn. Ta là dân tổ lái đây. Anh kia, anh đi sai luật rồi. Dừng xe lại. Ta lái xe của mình quá đỉnh. Mau dừng xe lại. Dám chạy à? Thì bắt lấy anh ta nào. Tiến lên. Đề nghị anh kia dừng xe lại. Mau dừng xe lại. Dám chạy à? Cảnh sát giao thông. Chạy thôi. Này anh kia, dừng lại. Ôi không, dừng lại cho tôi. Đừng đổi theo tôi nữa mà. Xong đời rồi. Anh đã bị bắt. Dạ dạ. Anh mắc rất nhiều lỗi nhé. Nộp phạt đi. Ôi không. Ai bảo không chịu dừng xe. Thế là hết tiền rồi. Mang xe về cất đi thôi. Đợi đã. Gì nữa vậy? Anh chưa được đi. Tôi có lỗi gì đâu chứ. Đi xe phải đổi mũ bảo hiểm vào. À đúng rồi, cảm ơn nhé. Tôi về đây. Tạm biệt. Cảm ơn nhé, tạm biệt. Có ai cần giúp đỡ nữa không nhỉ? Ồ, cô ấy đang làm gì vậy? Ồ, sao không đi được nhỉ? Xe bị mắc kẹt rồi. Ôi, nặng quá. Không thể đẩy được. Ôi, mệt quá. Vã hết cả mồ hôi. Xin chào, xe bạn làm sao đấy? Giúp tôi với, tôi không thể đẩy lên được. Vậy sao? Hai ba. Đẩy nào. Không được đâu. Đẩy tôi. Ga mạnh lên. Đẩy mạnh nữa lên. Không được rồi. Hơi mệt quá đi. Để tôi nghĩ cách đã. Dùng dây này buộc vào xe đi. Hãy buộc thật chặt vào nhé. Xong rồi. Chuẩn bị thôi. Bắt đầu nào. Ga mạnh lên. Di chuyển rồi nhé. Đi thôi. Yeah, được rồi. Đã giải cứu được chiếc xe mắc kẹt rồi. Cảm ơn nữ cảnh sát nhé. Không có gì đâu, bạn mau về đi. Đi đường cẩn thận nhé. Mình đang ở đâu nhỉ? Đi hướng nào được đi ta? Bạn cần giúp gì không? Tôi bị lạc đường rồi. Đây, tôi cần đến địa chỉ này. Bạn cứ đi thẳng rồi đến ngã tư thì rẽ phải nhé. Vâng vâng. Bên kia có gì vui thế nhỉ? Đi chơi thôi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn đồng chí. Cảm ơn. Hả? Con tôi đâu rồi? Trời ơi, con tôi đâu mất rồi? Con ơi, con ở đâu? Đồng chí cảnh sát ơi, mau giúp tôi tìm con với. Đứa vừa mới ngồi kia mà giờ không thấy nữa rồi. Bạn yên tâm đi, tôi giúp bạn tìm. Thử đi bên này xem. Tôi đi hướng này, đồng chí đi hướng kia nhé. Được, ok. Bé ơi, cô đâu rồi? Không có ở đây. Em bé có ở đây không ta? Mình phải tìm thật kỹ mới được. Ơ kìa, em bé. Cháu ở đây nè. Ôi may quá, tìm thấy cháu rồi. Mau về với mẹ cháu thôi. Mẹ cháu đang lo lắng lắm đấy. Này bạn, tôi tìm thấy con bạn đây rồi. Ôi may quá, con tôi đây rồi. Con ơi, ngoan ngoan. Con đừng đi lung tung nữa nhé. Cảm ơn đồng chí cảnh sát. Tạm biệt. Tạm biệt nhé. Vui quá đi. Hôm nay mình đã làm tốt được mọi nhiệm vụ rồi. Ồ, hôm nay Gina tự nhiên lao nhà vậy nhỉ. Gina mãi chơi điện thoại quá rồi. Ăn đi này Gina. Không, con đang bận. Con đã bảo là con đang bận rồi. Gina thật là.
À, mình có cách rồi. Đưa điện thoại cho bố nào. Con đang chơi mà. Ồ không. Con muốn chơi, con muốn chơi. Bố cho con chơi đi mà. Này chơi nè. Nếu muốn chơi thì hãy trả tiền nào. Dạ vâng ạ. Mẹ ơi, có chuyện gì sao Sina? Để con giúp mẹ lau nhà nhé. Ồ, điều đó thật tuyệt. Con cầm lấy và lau cẩn thận nhé. Hóa ra đây là lý do mà chúng ta thấy Sina lau nhà đó. Sina đang làm rất tốt, đúng không? Cuối cùng cũng xong rồi. Gặp mẹ thôi. Mẹ ơi, mẹ hãy nhìn đi. Ồ, quả thực Sina lau nhà rất sạch. Làm tốt lắm con gái. Đây là phần thưởng cho con nè. Con cảm ơn mẹ. Bố ơi, con có tiền rồi nè. Ồ, một đồng sao? Được đấy. Điện thoại đây. Con chỉ được chơi 10 phút thôi đấy. Sina lại được thoải mái chơi và không sợ bố cằn nhằn. 10 phút cứ thế trôi đi. Thời gian của Sina sắp hết rồi. Sina, đưa điện thoại đi nào. Không, bố không được mang đi. 10 phút của con hết rồi. Con vẫn muốn chơi. Vậy thì hãy đưa tiền đây nào. Không còn tiền à. Vậy thì không được chơi rồi. Bố đừng đi mà. À đúng rồi. Mình sẽ thu dọn toàn bộ đồ chơi bỏ vào đây. Còn cả ở trên giường nữa này. Mình sẽ bán tất cả số đồ chơi này đi. Mau lại đây nào mọi người ơi. Ở đây có nhiều đồ chơi lắm nè. Em muốn mua gì nè? Cái này ạ. 2 đồng vàng nha. Tiền đây. Được rồi, em có thể cầm nó đi. Vậy là có tiền rồi nè. Vẫn còn nhiều đồ chơi lắm. Lại đây nào. Wow, nhiều đồ chơi quá đi. À, anh muốn mua cái này. 5 đồng vàng nha. Của em đây. Mình bán được nhiều tiền quá. Tạm biệt Sina. Tạm biệt anh. Bố ơi, con có thể chơi điện thoại không? Ồ, khá lắm con của bố. Điện thoại đây. À khoan. Dạ vâng. Con chỉ được chơi 30 phút thôi nhé. Con nhớ rồi. Nhìn Sina vui vẻ chưa kìa. Thời gian trôi nhanh quá. Thời gian của Sina lại sắp hết rồi kìa. Sina, thời gian hết 30 phút rồi. Đưa bố nào. Dạ vâng. Ngoan lắm. Mình nên làm gì nữa đây nhỉ? À, cách mà Sina nghĩ ra là đi dọn nhà sao? Nhìn Sina lau dọn chăm chỉ chưa kìa. Ôi, mệt quá. À, phải rồi. Mẹ ơi, để con giúp mẹ rửa bát nha. Ồ, được thôi Sina. Đây là phần thưởng của con nè. Wow, con cảm ơn mẹ. Mình nên làm gì tiếp theo đây? Hả? Ồ, nhiều vỏ lon quá. Mình sẽ nhặt chúng và đem đi bán. 1, 2, 3. Được nhiều quá nè. Cô ơi, bỏ vào đây nào. Tiền của cháu đây. Wow, nhiều quả chín quá. Mình sẽ đi bán chúng để kiếm tiền. Ở đây có táo vừa hái. Ai mua đi ạ? À? Nhìn đổ táo này ngon quá. Tiền của cháu đây. Cảm ơn ạ. Wow, đủ rồi. Về nhà thôi. Bố ơi, nhìn nè. Được rồi, Sina. Con có thể chơi rồi. Thích quá. 10 phút sau. Mình mỏi mắt quá. Sina, ngồi dậy nào. Nếu con dùng điện thoại nhiều quá thì sẽ rất có hại cho mắt đấy. Giờ con nên đi ngủ để mắt được thư giãn nha. Để bố bế con nào. Giờ thì hãy ngủ thật ngoan nhé Sina. Chị đã sẵn sàng chưa? Ok, tới luôn đi em. Bắt đầu. Hóa ra hai chị em Sina đang chơi trò đuổi bắt đó các bạn nhỏ ạ. Trông vui quá phải không nào? Còn lâu nhé. Lêu lêu. Ôi mệt quá. Phải nghỉ một xíu đã. Sao người chị hôi thế? Người em hôi thì coi. Thôi mặc kệ. Chúng mình chơi tiếp đi. Lên nào.
Hai em bé của mẹ đâu rồi? Mùi gì hôi thế? À, mẹ. Thì ra là mùi mồ hôi của hai đứa à? Con thấy thơm mà mẹ. Khiếp, hôi như này mà bảo thơm à? Xuống mẹ đi tắm cho nào. Úi dồi ôi. Nào xuống tắm. Không tắm đâu, em cũng vậy. Còn chần chừ gì nữa, đi tắm đi, nhanh lên. Đang chơi vui lại bắt đi tắm. Nào từng đứa một vào nha. À, cho China tắm một mình. Ơ, đứng lại. Ủa, mẹ thấy chị đâu rồi? Trốn thôi, trốn vào đây đi. Bí mật các bạn nhé. Đâu rồi, vừa mới thấy chạy vào đây mà. Chạy đâu cho thoát hả con? Có mỗi việc tắm mà sao con lại trốn hả? Đi xuống tắm, nhanh lên. Ơ, China lại đi đâu rồi? Con không biết. Đợi mẹ đây nhé, tí mẹ quay lại. China ơi, có đâu rồi? Con bé này đâu rồi nhỉ? Hình như là có mùi quanh đây. À, đây rồi nha. Cốc cốc. Ua. Nào, con xuống tắm đi nhé. Nào, đi nhanh lên. Hai chị em vào đây nào. Ờ, tắm bằng cái mồm này ạ? Con không tắm đâu, con sợ lắm. Có gì đâu mà sợ. Vào tắm nhanh lên. Không, con không tắm đâu. Đứng lại. Hai đứa đứng lại ngay cho mẹ. Không đâu mẹ ơi. Yeah yeah yeah. Mệt quá, phải làm sao đây? À, có cách rồi. Hai đứa xem mẹ có gì nè. Wow, đẹp quá. Thế bây giờ hai đứa đi tắm xong rồi chơi nhé. Vâng ạ. Thích quá. Hóa ra đây là một bạn ếch tạo bong bóng xà bông các bạn ạ. Cùng đùa nghịch thôi nào. Nhìn này, thích quá đi. Nhiều bong bóng quá. Trông China có vẻ thích thú chưa kìa. Trò này hay thật đấy. China ơi, chị cũng có cách tạo bong bóng này. Đây nè. Để em tạo cho chị nhé. Bong bóng này thơm thật đấy. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.